Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 21 tháng 6 trên đài truyền tất số VTC. Mở đầu bản tin sẽ là cơn bão trên Biển Đông. Vào hôm 13 giờ hôm nay, 21 tháng 6, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ vị Bắc và 111 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam của Trung Quốc. Cường độ bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Trong 24 cho đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 23 tháng 6, vị trí tâm bão trên khu vực bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, hiện tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 m biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3. Ngày mai, vùng thời tiết xấu còn lan rộng ra cả vùng biển phía bắc của quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, thì do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, mưa rông, lốc xoáy, biển động. Các tàu thuyền cần hết sức lưu ý không di chuyển vào vùng có thời tiết xấu nói trên. Trên đất liền, giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 1 ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa đang có xu hướng dịch dần lên phía Bắc. Vì vậy mà trong đêm nay và ngày mai, nó sẽ gây mưa cho toàn giải đất miền Trung. Người dân cần đề phòng với gió giật mạnh xảy ra trong cơn rông. Giải hội tụ nhiệt đới nói trên cũng gây mưa cho các tỉnh thành miền Bắc. Ngoài cảnh giác với khả năng có gió giật mạnh, thì những vùng có địa hình dốc cần cảnh giác cao với lũ quét và sạt lở đất. Ở phía nam đất nước, gió Tây Nam hoạt động mạnh sẽ là nguyên nhân khiến cho mưa rông tiếp tục tăng thêm về lượng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Lưu ý là khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ còn xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Cần đề phòng có lúc xoáy, gió giật mạnh và khả năng ngập úng tại những vùng trũng thấp. Thưa bà con, thời tiết diễn biến thất thường tại các tỉnh thành Nam Bộ khiến cho nhiều dịch bệnh trên tôm phát sinh và gây hại. Sau dịch bệnh gan tụy cấp, đốm trắng, phân trắng làm người nuôi tôm điêu đứng. Nay lại xuất hiện bệnh viêm ruột cấp. Nếu không phát hiện kịp thời thì người nuôi tôm có thể bị thiệt hại nặng. Về dấu hiệu bệnh lý, trước khi xuất hiện dấu hiệu bệnh viêm ruột cấp từ 3 đến 5 ngày, tôm ăn tăng bất thường, sau đó tôm đột ngột giảm ăn hoặc là bỏ ăn. Tôm giảm linh hoạt, một số nổi lên mặt nước và đeo theo những dàn quạt nước, giạt bờ và bắt đầu chết giải rác. Bắt tôm quan sát, nếu tôm bị bệnh thì thấy một số triệu chứng như sau. Nếu bệnh nhẹ thì đường ruột tôm có màu hơi nâu và không thể hiện màu thức ăn. Nếu nặng thì đường ruột trống và có màu nâu đỏ, bao tử, gan có màu đỏ, tôm chậm lớn, giảm cân, thân tôm teo tóp và có màu đỏ hơi hồng, vỏ tôm mềm. Khi tôm bắt đầu nhiễm bệnh thì nồng độ kiềm trong ao dần tăng cao, có những ao kiềm có thể lên trên 300mg một lít. Hàm lượng nitric tăng cao qua mức kiểm soát, nước có màu xanh đậm và khó điều chỉnh mật độ tảo. Từ những dấu hiệu nhận biết trên, khi phát hiện tôm nhiễm bệnh thì các hộ nuôi tôm cần báo ngay cho cán bộ nông nghiệp địa phương để được hướng dẫn quy trình xử lý đạt hiệu quả. Tiếp nối bản tin xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, cao nhất từ 30 cho đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất biến đổi từ 30 đến 33 độ đến với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ thấp nhất tại đây dao động từ 24 cho đến 27 độ và cao nhất là từ 31 đến 34 độ. Còn các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 31 cho đến 33 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, tại khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong mưa rông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong mưa rông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23 đến 26 độ và cao nhất từ 30 đến 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.